Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
And
We'll be right back.
Ok, con hứt tập hơn là sau gương nhạc hôn cho ăn chuối thôi. Ok, ăn chuối tới đây cứ sớm công đô cây đô. Xin kính chào đến tất cả anh em đang có mặt tại đầu bộ các vị trong lễ ngày hôm nay. Và tôi là MC Music, bên cạnh tôi là DJ Long Do và DJ Long Vy. Và mình anh chị em cùng làm là chuyện một trong lễ đêm nay nhanh chị em ơi.
Kêu là kêu mà giờ em giống không
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đầu rồi. Yeah.
Thank you.
Is it?
chiều nay không say không về nhá. Chỉ mỗi người một phương trời.
Thank you.
Hôm nay xin gửi cho đến tất cả anh em đang có mặt tại đầu một con người trong một đám ngày hôm nay. Hôm nay và bắt đầu như thường lệ trong khung giờ lúc 8:45 từ thứ hai đến thứ nhật hàng tuần thì chúng tôi sẽ đi tìm một con chú thường để tìm ra được ba vị khách hàng may mắn để về vào công hoàng của cùng hấp dẫn luôn mọi người. Và trận đấu chúng tôi bao gồm ba giải và giải đầu tiên đó chính là giải ba. Đó chính là cái bộ hai sao đầu và năm lô bia. Và giải nhì ngày hôm nay đó chính là cái bộ hai sao đầu và 10 lô bia. Và giải nhất là giải đặc biệt ngày hôm nay đó chính là cái bộ hết cái đấy đừng lấy đi qua bên xa. Và sau đây xin mời cả Dan Sơn hãy trò giúp em một vị khách hàng bất kỳ để tìm ra vị khách may mắn đầu tiên nhé. Ok, và trên đây đây đang cầm lá quý giải ba ngày hôm nay. Ok, và trên đào nha số biểu mình nhanh chân lên sẽ có gì vào giúp em nhé. Ok, và giải ba đầu tiên mang số bao nhiêu anh em ơi? Một không bao nhiêu ạ? Một không bao nhiêu? Ok, 106. 106 anh em ơi, ai có số 106 nhanh chân cho bọn giúp em nhá. Ok, rất cố gắng hồn chơi, xin mời anh trai lên sân khấu cho bọn giúp em nhá. Ok, 106 hỏi là có gì không cho? Xin mời anh trai hãy chào giải ba ngày hôm nay cho chơi nhá. Chúng tôi bạn thân xưa hãy chọn và giúp em một người khách hàng bất kỳ để tìm ra vị hàng may mắn tiếp theo ngày hôm nay nha chị ơi. Ok, và giải trị ngày hôm nay mang số bao nhiêu em ơi? 161 Ok, 161 anh em ơi. Ai có số 161 nhắm chân kiểu qua giúp em nhá. Rất may mắn luôn trời. Ok, và xin mời anh trai bắt đầu nhé. Xin mời anh trai hãy bóc bỏ những đồng hiếu. Anh hãy loan tỏa số may mắn cho mọi người giúp em nha thôi. Wow, và trên tay em đây đang cầm lá phiếu dễ đọc được hôm nay. Ok, và trường nào nhanh chân đi nhận ngoài giúp em nha. Và giới đặc biệt ngày hôm nay mang số bao nhiêu anh em ơi? Không bao nhiêu ạ? Không số bao nhiêu? Ok, không số bao nhiêu? Rất may mắn luôn chơi. Có ai bằng số 067 không ạ? 067 được biết đấy. Ok, xin mời chị gái là sẽ có những quà giúp em nhé. 067 hai là có những quà giúp em. Xin mời bạn đã sử dụng hay cho một quà giải đặc biệt ngày hôm nay cho chị gái em nhé. Ok, mong mọi người là một chiếc khách hàng cửa là một nhập cảm cho tất cả anh em sẽ có mặt trong một đối ngày hôm nay. Và xin đây là quay trở lại với sức nhạc của tình chú ơi. Make some noise. Ok, và trong đêm hôm nay ai đang thức tâm thì đưa hai tay lên cao em cười nhá. Yeah. Ok, hát theo anh chị em ơi. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.